Từ giới thiệu của người từng sử dụng dịch vụ bao đậu phần lý thuyết trong sát hạch ô tô, chúng tôi tiếp cận được bà Ca ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để nhờ. Cuối tháng 2 năm 2022, bà Ca hẹn gặp chúng tôi tại một quán nước ở Đồng Nai. Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà Ca là vợ của một thầy dạy lái ô tô tại thành phố Biên Hòa. Tại buổi gặp, bà Ca thông tin, nếu bao đậu bằng việc giám thị nhắc bài thì giá 12 triệu đồng, còn sử dụng thiết bị công nghệ thì có giá 14 triệu đồng. Giám thị là không cần cái này, giám thị là có hai người ở trong cái phòng nó xem mình á, đi ngang qua nhắc bài mình, nó gọi là giám thị, còn là mình như vậy là mình dán camera ảnh. Nhưng mà có phải tập giờ trước không ta? Có chứ, một ngày. Một ngày hả? Trước ngày đi tập đấy. Mang áo thế nào, mang áo thế nào, hoặc là sáng ngày mai, hoặc sáng ngày mai. Để thuyết phục, bà cho chúng tôi xem clip có nội dung học viên mặc áo có gắn camera và người nhắc bài. Theo hình ảnh video này, khi học viên mặc áo đã được cài sẵn điện thoại, thì chiếc điện thoại này sẽ quay lại đề thi từ màn hình máy tính và truyền về cho thiết bị đã được kết nối với người nhắc bài từ xa. Sau đó, người nhắc bài chỉ cần xem video và đọc đáp án cho học viên trong phòng thi thông qua tai nghe gắn trong tai học viên. Sau buổi gặp mặt, bà Ca liên tục nhắn tin với chúng tôi và cho biết đã lo cho nhiều trường hợp. Vậy nó nói là nhiều, cái đó là tâm lý, anh vô anh cứ bình thường, anh cứ ngồi, anh cứ là cái máy, anh cứ đọc bài đó, hiểu không? Là người ta đọc bài cho mình, khi mà người ta đọc xong rồi bắt đầu là mình tự nhiên lấy tốt rồi mình biết hết, mình đi ra. Thì cái đó là hắn chiếu về máy tính của họ đó, là người ngồi đó là người ta thấy bài, người ta mới đọc cho anh được. Bà gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn bằng lái mà bà đã lo cho học viên trước đó và cho biết chúng tôi chỉ cần mang áo có sẵn camera, tự nó chuyển về. Họ đọc, còn chúng tôi chỉ cần bấm vi tính. Sau đó bà Ca giới thiệu cho chúng tôi gặp ông Hát, được giới thiệu là thầy dạy tài xế để hướng dẫn sử dụng thiết bị gian lận. Ngày 10 tháng 3, ông Hát hẹn gặp chúng tôi tại một quán nước cách văn phòng trung tâm đào tạo lái xe thi giấy phép lái xe tại khu phố 3, phường Trảng Dài, ít mét. Khi gặp nhau, ông Hát lấy trong túi sách ra một bộ dụng cụ dùng cho việc gian lận, gồm điện thoại, tai nghe, nhíp, micro kết nối Bluetooth, nhiều dây điện, pin siêu nhỏ để trên bàn. Cái máy anh sẽ có một cái tí nữa, anh sẽ đưa cho em một cái máy iPhone 5S á. Cái cục iPhone nó sẽ kết nối với cái máy này. Cái cục này nó sẽ kết nối với cái 5S. Nha, còn cái cục này nó sẽ kết nối với tai. Tai đây, cục này đây. Và đúng cái máy rồi, iPhone đây. Nhét ở trong này. iPhone thì mình nhét trong cái quần. Đúng rồi, đúng rồi. Em ngày mai em phải mặc cái quần jean giống anh nè. Nghe cái này nó thùng thùng ra tí xíu không sao nè. Cái quần thì của em á, cái quần cái điện thoại của em nhét ngang cái này. Ngang cái thắt lưng này, tại vì khi mà bây giờ lên thi giám khảo nó sẽ có một cây nó rà người em á. Dạ. Thấy không? Đúng rồi. Nó rà thì khi nó rà tới cái thắt lưng này nó kia tiếp một cái, cái nó không biết cái điện thoại mình để trong này. Em hiểu, hiểu. Dạ. Điện thoại em sẽ để như vậy. Đúng rồi, đúng rồi. iPhone nhỏ á, iPhone 5S đó, em để ngang cái này luôn. Em kéo cái hai cái quần kia, em kéo bốn góc cho nó cao lên, dạ. Kéo cao lên nhá. Em hiểu anh. Đó, hay là mình ngồi xuống này, còn cái này nha, nhớ này. Cái này em nhét ngay cái nó nằm ngay cái quần thì luôn. Nhá. Cái này cho nó nhét nằm ngay quần thì, tại cái quần mình bản nó cao mà. Nè, bản nó cao này. Nhét cho nó nằm đây luôn, nằm sát đây luôn. Nhá. Bây giờ ví dụ bây giờ em ở ngoài em vào thi này. Nhá, bắt đầu vào thi này, em ngồi trong phòng thi này. Rồi anh là cái người đang thi nhá. Dạ. Được chưa? Còn trường nào mà giám khảo nó lơi đi chỗ khác thì bắt đầu lồng cái tay này. Nha. Lấy nhanh này. Móc ra này. Mình nhớ cái vị trí cái cục mình nhắc bên nào. Đúng rồi. Hay bên này. Dạ. Nhớ vị trí. Lấy ra rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Lấy ra liếc này. Nha. Cái tay cầm vậy. Nhìn này. Đó là xong rồi. Nhắc cho nằm dưới mồm này luôn. Hiểu. Nha. Lấy cho nằm sát đây này. Sau khi hướng dẫn, ông Hát cho chúng tôi trải nghiệm bằng việc ông đi ra xa, trao đổi và chúng tôi nghe rất rõ nội dung ông nói cũng như nội dung mà chúng tôi trả lời với ông qua micro. Ông Hát căn dặn, các thiết bị kết nối qua Bluetooth nên micro gắn trong khẩu trang có ánh đèn nhấp nháy, vì vậy khi khởi động máy xong phải lấy băng keo dán kỹ để không bị giám thị phát hiện. Lợi dụng cái thắt lưng này là kêu tiếp, nó không biết mình để trong này. Đấy, còn nếu thường thường mà nếu như mà lên lầu mà em tay cảm thấy nó là tiếp chỗ đó, đúng không? Nó kiểm tra mà nó bắt tháo thắt lưng ra để nó kiểm tra luôn á. Thì lúc đó mình không cần vào nữa. Mình đi xuống dưới mình bỏ máy ra mình tự thi.
Ông giải thích phải mặc quần có dây thắt lưng, giấu các thiết bị vào đó vì khi vào phòng thi, giám thị sẽ dùng dò thiết bị ra trên người. Khi ra tới thắt lưng, thiết bị của giám thị sẽ báo vài tiếng tít tít và họ sẽ nhầm với phần kim loại của dây thắt lưng. Ông Hát còn hướng dẫn chúng tôi cách nhét micro vào khẩu trang, cách đọc câu hỏi đề thi, thời điểm gọi điện thoại cho ông. Bây giờ em đọc, em là chị, em anh Lăng, người đăng thi đi. Em kêu anh đọc, thì anh đọc này, làn đường là gì? Nhá, anh đọc, anh đăng thi này, làn đường là gì? Xong em bảo đọc ý 2, đọc đáp án 2 thì anh đánh đọc đáp án 2 này. Là phần của phần đường. Đường xe chạy được chia theo chiều dọc. Sau đó em sẽ nói với anh này, 333 là chọn 3. 1111 là chọn 1. 2222 là chọn 2. Còn kêu anh đọc đáp án 2 thì anh mới là đọc đáp án 2. Đọc nhỏ và đọc chậm thôi. Đọc nhỏ, cực nhỏ, đọc chậm thôi. Khi nào mà em đọc anh bên đó không nghe thì anh nói lại. Không, nghe chứ, mic nó rất là nhạy. Dạ, dạ. Đọc làm sao, đừng để giật cái mép nhiều quá. Em hiểu rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai, vào ngồi thi thì em ngồi sát màn hình vào. Để nó thằng giám khảo đứng đây nó không nhìn thấy cái miệng mình đọc. Sau đó ông Hát dẫn chúng tôi về nhà để lấy bộ thiết bị đem về sẵn. Nhà mà ông Hát dẫn chúng tôi về là văn phòng trung tâm đào tạo lái xe, thi giấy phép lái xe tại khu phố 3, phường Trảng Dài. Số điện thoại ghi trên biển hiệu văn phòng trùng với số điện thoại và Zalo ông Hát sử dụng để liên hệ với chúng tôi. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.